Tạp chí kinh tế trong tuần của Lưu Đài Sài Gòn TV lại đến với quý vị ngày hôm nay với sự góp mặt của Giáo sư kinh tế Đinh Xuân Quân. Gửi lời chào ông ngày hôm nay. Vâng, xin chào anh Thụy và xin chào quý khán thính giả của đài Lưu Sài Gòn TV. Mục tạp chí kinh tế tuần này là tuần lễ cuối tháng năm vào tuần lễ chiến sĩ trận vong khi mà người dân anh thấy đi mua sắm, đi mua vé đi chơi xa, à, các dự đoán là người ta sẽ Đổ ra đường Tình hình rất là tốt đẹp Kinh tế bắt đầu hồi phục lại vâng. Tuy nhiên yeah. Một trong những than phiền Mà trong thời gian qua chúng ta nghe là Các chủ nhân cơ sở thương mại nói Tỷ lệ thất nghiệp thì cao Mà tôi thì không có nhân viên làm Cái chuyện này nó quá mâu thuẫn Một cái paradox Làm Đúng. sao giải thích đây thưa giáo sư ờ, Ở đây đấy thì kêu tôi là quân <cười> 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 Nhưng mà tôi Tôi thì tôi nghĩ là Cái chuyện đó Cái quan trọng nhất đó là trong những cái thời gian qua là từ năm 20 tới năm nay đó, từ uh, cựu ông tổng thống 45 bây giờ ông tổng thống 46 thì có nhiều tiền trợ giúp. Thì có một số người nó có nhiều nguyên nhân mà người ta uh, muốn ở nhà đi làm mà mà bây giờ ở nhà là lãnh trợ cấp uh, tốt hơn là đi làm tại vì đi làm cũng nguy hiểm chứ, đúng không? nhưng à, thế, mà bây à, giờ thứ nhất là thì vì lúc đó chưa chích ngừa, ừ. rồi người ta cũng sợ mới lấy nhiễm. thì đúng nhưng mà bây giờ thì nghĩa là chích ngừa rồi, chích thì mà rồi. tại sao mà vẫn lại còn thiếu thiếu người đi làm? Yeah. quý vị biết là các công ty như là Walmart hay gì đó họ lên lương hết, dần dần lên mm. tăng lương, yeah. mà tại sao thiếu? thì lẽ dĩ nhiên là làm kinh tế người ta phải nghĩa là nghiên cứu chứ mm. đâu có phải tự nhiên yeah. thì người ta thấy ra có một số người ở nhà thật để lánh để lánh <laughs> uh, có lợi hơn nhiều không á à. tôi anh thường lánh ở nhà sung sướng không làm chơi thấy vợ con rồi còn được tiền vào thay vì đi làm mà tiền đi làm nó cũng bằng với tiền nhận thất nghiệp nhưng mà có cái đó là họ quên một cái một cái cái quan trọng là tại đi làm đó Thì bao giờ nó cũng có bảo hiểm Có tiền for one k rồi Vân vân và vân vân Chứ không phải là chỉ có là rồi Đóng vào social security này nọ vâng, nữa vâng. Thành ra lúc đó khi mà mình về hưu Thì lúc đó là, là tiền nhiều hơn ừ. Nhưng mà người ta nói là cái, cái số lao động ở nhà có thật Nhưng mà nó nhằm vào những cái người Mà gọi là lương ở mức thấp dưới 32.000 đô la một năm thì người ta ở nhà ở nhà cũng vậy lương cũng vậy mà đi làm thì lương cũng vậy. Thấy không? Nhưng mà nó có nhiều cái vấn đề nó là tôi vừa nói với anh ấy, nói là không có nghĩ xa tại vì khi mỗi lần mình đi làm là mình đóng vào Social Security, mình được bảo hiểm, mình được về sau mà về lương già này vân vân và vân yeah. vân thì cái đó nó nó có nhưng mà nó chỉ ít thôi. Tại vì quý vị biết là vừa rồi nó tất cả những cái gì mà tăng cái số lao động làm nó là trong khu vực mà gọi là ừ. là, là, là là service nghĩa ừ. là dịch vụ đó nhà hàng vân vân và vân vân thì có hết chứ đâu ừ. có có một số người có thể là là là, là không đi làm mà thiếu ừ. nhất đó, yeah. là công nghiệp yeah. các cái hãng xe hơi hay gì đó nhưng mà quý vị cũng biết là xe hơi đó thì nghĩa là vì họ thiếu chip vì ừ. trong một thời gian là cái hàng hóa các vì toàn cầu hóa thành ra nghĩa là họ mang nhiều cái cái là phụ tùng từ nhiều chỗ khác lại từ Mexico qua từ bên tàu qua vân 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 và giáp lại mà giáp lại đó mà thiếu chip thì nghĩa là nhiều hãng xe hơi nó đó phải đóng cửa trong trong một thời gian. Ừ. Nhưng mà cái này đó người ta kêu là người ta gọi là nó là 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 ngắn hạn thôi nó là gọi là trong một thời gian mà đặc biệt thời Covid mà thôi chứ còn bây giờ quý vị thấy nếu mà kinh tế quý vị biết là kinh tế nó đang 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 đang, đang, đang hồi phục hồi phục mà giá cả lại mắc nữa đúng lại, lại tăng cái gì đúng nhưng tăng mà, hết cả nhưng mà nó, người ta cũng nói cũng có một phần thôi anh 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 Thụy biết là tự nhiên xăng tại sao lên tăng lên thường thường đó, có lạm phát là khi có nhiều tiền mà có ít hàng hóa ừ. mà ở đây đó thì cái hàng hóa ít hàng hóa này là tại vì bị mấy thằng hacker <laughs> ở bên đó, miền đông miền đông thì cái 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 ống dẫn dầu đó là bị hacker làm thành do đó không có đủ xăng thì lẽ nhiên không đủ xăng thì răng lên đó chỉ là một phần thôi đúng mà cái thứ Được hai giải đó, quyết rồi. Ừ. Mà quý quý vị biết cái thứ hai nữa là bây giờ là lại gặp ngay là là Memorial Day là người dân chúng đi lễ thì dân chúng đi chơi đi chơi thì mua sang nhiều. Đúng. thì mua sang nhiều thì tự nhiên bay nó nó có như mà chuyển. cái này nó là chỉ ngắn hạn thôi. Cái này nó là một cái gọi là một cái um... nhưng mà liệu rằng cái khuyến hướng này nó còn kéo dài thì vì sau cái lễ này tới Fourth of July vâng. rồi vào lễ lao động rồi vâng. bắt đầu bước vào mùa mua sắm cuối năm cộng thì <laughs> thế đi. Nó, nó có khả năng là nó còn kéo dài cho tới sang năm luôn. Sau cái anh, 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 anh 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 cái tôi thấy cái câu hỏi của anh 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 anh, 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 anh Thụy rất là đúng tại Hả? vì nhưng mà nó có một cái chuyện là thế vậy, nó có một cái chuyện là thế vậy, yeah. bây giờ cũng vậy hết. Cái đầu tiên đó là quý vị biết là tới cái, cái sau cái phụ July là dần dần là cái là tiền trợ cấp là nó bị cắt. Oh. À thành ra cũng Tức phải là... cũng phải lo đi làm ah. chứ. Đó là một cái một cái mà mà anh Thụy quên đó là bây giờ Los Angeles County ừ. và dần dần Orange County sẽ mở cho con cái đi học. À đúng một đấy. phần mà người ta ở nhà đó phụ nữ không phải là vì họ làm biếng hay gì nhưng mà vì vấn đề là con. Đúng, Vậy phải chăm bây giờ đó. học mà nhất là, là 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 trường đóng cửa thì phải học bằng computer thì phải ở nhà lo cho nó bài học không, thì đúng bây giờ trường đi mở lại thì cái chuyện mà đi làm của à. phụ nữ nó sẽ dễ lại đó ừ. là, là cái cái vấn đề đó là quan trọng mình đừng có quên cái đó mình cứ tưởng là họ sẽ tìm phải... cách đi làm trở lại sau khi con đã vào trường rồi. Vâng, không, không những vậy mà ừ. những cái người mà có con nhỏ đó thì bây giờ quý vị biết trong cái chương trình covid trợ giúp đó thì là họ sẽ trợ giúp các cái trường mẫu giáo nữa. Đó ừ, thì ừ. thì có những cái trường mẫu giáo đó thì lúc đó nghĩa là các bà mẹ nghĩa là yên tâm gửi con, đúng, dùng mới đi làm được. Đúng. Vậy. Thì mình mình phải mình phải thông cảm cho đó. chứ như cái phải... thành phần mà lao động người phụ nữ. Cái vụ mà hồi xưa mà cái kiểu mà uh, bây giờ gia đình ở mà mình vào bếp là bị đuổi ra thì là không bây giờ còn, không có cái trời. chuyện đó nữa. Bây giờ đó... <cười> <cười> vào 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 tiếp vào tay. Còn <laughs> phải vào... vào phụ thêm nữa. Đúng. Không thì... những đóng góp tiền bạc, trả tiền nhà còn vấn đề ăn uống nữa, phụ giúp trong gia đình. Thì cái đó bình thường. thường cái chuyện đó là bây giờ ở bên sư mỹ này thì yeah. vì vậy đó nó có khác biệt giữa cái các quý vị mà thì bây giờ quý vị cứ thấy coi ấy, những cái người mà đi uống cà phê phải có dư thì giờ ra mới uống cà phê à. để uống cà phê lấy là cà phê chứ còn không thì tụi trẻ có đứa nào ở cà phê đâu đúng vậy đúng không yeah. thì mình thấy đó là bây giờ cái tinh thần nó cũng khác và ừ. do đó tôi nghĩ là với cái trường học nó tụ trường lại thì nghĩa là 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 con cái được đi học thì người ta sẽ đi làm nhiều hơn và cái vấn đề đó là một cái thứ hai nữa vì trong cái thời gian mà covid đó, thì nó bị gián đoạn chuyên trở giữa trung quốc và mỹ giữa á châu và mỹ giữa các âu châu và bây mỹ bây giờ nó hay vẫn còn kẹt ở cảng vâng hàng hóa vẫn còn kẹt vì vậy vì vậy thì nó là một thời gian tôi nghĩ thì trong năm 2021 là nó những cái chuyện đó nó sẽ giải quyết nó sẽ hết. Được giải quyết Tại vì nếu mà không có đó thì anh 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 Thủy ừ. nói là bây giờ ra nghĩa là ngày nghỉ full tháng July vân vân thì khi ngân hàng trung ương sẽ ừ. xét lại cái vấn đề lãi suất. Hiện Và giờ vâng. Vấn đề lãi suất, vấn đề lạm phát sẽ được đề cập trong phần thứ nhì. Mời quý vị theo dõi ngay sau phần quảng cáo.